Hi, xin chào mọi người ha. Thì nhu cầu thiết kế poster làm quảng cáo hiện nay thì các trang mạng xã hội thì rất là cần thiết. Và việc thiết kế một poster quảng cáo thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải biết các cái phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc là thiết kế chuyên nghiệp đâu. Nó có sẵn trên các cái công cụ nền tảng của website. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm nhanh chóng ha, một poster chỉ khoảng 5 hoặc 10 phút là xong thôi. Thì muốn làm được điều này ấy, thì chúng ta cần máy tính kết nối mạng các bạn nha. Và đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái website, đó là canva.com nha. Canva.com đấy, như trên cái trang web trên hình đấy. Thì khi chúng ta vào cái trang chủ của nó này, thì đầu tiên là bên cái mục bên này nhá, cái biểu tượng của mình ở bên này, thì các bạn mà vào lần đầu tiên ấy, thì các bạn chưa có cái tài khoản này, thì các bạn cứ bấm vào và đăng ký thôi. Đăng ký qua mail hoặc điện thoại thì thực hiện các yêu cầu người ta thì khoảng chừng một phút thôi, chúng ta sẽ có tài khoản và chúng ta có thể sử dụng free nha các bạn nhé. Rồi, thì đầu tiên là vào đây thì chúng ta vào cái phần là home này, rồi chúng ta bấm vào cái phần template này, template này nè các bạn, bấm vào đây. Đấy. Chúng ta kéo xuống để chúng ta lựa chọn cái hình mà chúng ta muốn phù hợp với cái nhu cầu thiết kế của chúng ta. Thì đây có khá là nhiều cái kiểu để chúng ta có thể chọn các bạn nhé. Chúng ta có thể chọn hình dạng vuông, hình vuông là cái hộp của nó là thông thường là 900x900 các bạn. Hoặc là chúng ta có thể chọn các cái mẫu hình là 1920x1080 ứng với các cái nền tảng video trên YouTube. Đấy. Ở đây chúng ta có thể chọn dạng trình chiếu, có thể dạng trình chiếu cũng được luôn các bạn nhé. Có rất nhiều thứ có thể chọn dạng trình chiếu này, bình thường này. Đấy, chúng ta cứ kéo xuống, chúng ta chọn cái hình chúng ta phù hợp. Ở đây là dạng như các bạn làm các cái CV để nộp này, công việc đây các bạn chọn đây rất là đẹp, chọn sẵn ở đây có hết luôn. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ chọn một hình, và chúng ta sẽ làm thử xem ha. Đây chúng ta chọn cái mẫu này. Chúng ta chọn mẫu này đi. Rồi. Thì sau khi chọn được mẫu này thì các cái yếu tố ở trên này thì các bạn có thể thay đổi ha. Hình các bạn có thể thay đổi luôn. Các yếu tố ở đây thì ví dụ như là cái chữ này, ví dụ như là ở đây mình có thể để tên. Đấy, mình tên gì đó mình muốn, website của mình. Rồi, đây thế nào. Đây, tên này là này đi. Vậy. Như đây là chúng ta tạo cái hình là thiết kế không cần phần mềm ví dụ vậy. Đấy, chúng ta thay đổi. Rồi thì ví dụ như cái chữ này nó tràn xuống như vậy nó không có hợp thì chúng ta có nhiều cách, chúng ta có thể kéo này. Đấy, chúng ta có thể kéo như thế này được bình thường, tuy nhiên như vậy thì kéo thì nó sẽ không mất cái thiết kế ban đầu. Ở đây thì các bạn khi mà chọn vào đây rồi xong thì các bạn có thể chọn. Đấy, chúng ta có thể chọn phong chữ mà chúng ta mong muốn. Đấy, các bạn có thể chọn phong chữ nào chúng ta thích. Như vậy. Rồi, các bạn thấy là cái chữ này nó gần nhau quá đúng không? Các bạn có thể giãn cách nó ra. Đấy, các bạn chọn ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn là giãn cách đều cả hai dòng. Đấy, các bạn kéo chỗ này. Đó, nó sẽ giãn ra rất đều đúng không? Tùy, mình kéo thế nào mình cảm thấy vừa mắt là được. Đó, rồi. Thì cả như là cái màu sắc của chữ này chúng ta có thể thay đổi luôn. Đấy, các bạn có thể chọn vào cái biểu tượng của chúng ta ở đây. Ở đây các bạn chọn bấm vào chữ A này này. Chúng ta sẽ cái màu, các bạn thích màu gì thì bạn thích cái màu nào đấy các bạn chọn. Đây, các bạn có thể chọn bất kỳ màu nào mà mong muốn. Đấy. Thông thường thì cái màu ban đầu mà người ta chọn là phù hợp nhé, mà tuy nhiên chúng ta có thể chọn được. Ở đây ví dụ như các bạn là những cái thông tin mà bạn muốn đề xuất đây là gì, ví dụ như là thời khóa biểu chẳng hạn, ví dụ mình làm giáo viên mình hay đăng thời khóa biểu để dạy các lớp. Ví dụ như là đây bạn chọn thứ ngày tháng thì đây chọn thứ 3 năm từ 18 giờ đến 19 giờ 30 môn khóa học mình phải khóa vậy môn khóa. Sao vừa mắt gọi tôi, đây là trang web của các bạn, website các bạn điền vào.
tên của bạn ở đây và số điện thoại để các học sinh có thể liên hệ. Rồi các bạn, hình cô gái này các bạn không thích, bạn muốn đổi cái hình của đại diện của bạn vào thì hình ở đây các bạn có thể chọn ở đây, bên các bạn nhớ là bên cái mục upload này, upload nhé. Thì các bạn có thể up vào đây. Đấy, bạn vào upload file này. Đấy, rồi bạn chọn cái hình mà mình muốn. Đấy, cái hình nào của mình mà các bạn muốn đưa vào ấy, thì các bạn đưa vào thôi. Ví dụ như mình chọn cái hình này đi, ví dụ nha. Bất kỳ đấy thì nó sẽ upload cái hình của bạn lên đây. Đấy, up cái hình của bạn đây, các bạn đợi nó up một chút này. Rồi các bạn di chuột trái vào cái hình này, các bạn kéo qua. Bạn thả vào trong cái khung này. Đấy, để nó ra hình cái hình khác. Rồi ví dụ như các bạn có logo đi thì bạn upload cái logo của bạn lên. Đấy, các bạn up cái logo của các bạn lên ha, logo mà biểu tượng của mình ấy, đại diện mình up cái logo của mình lên, biểu tượng ở đây up lên, chọn up lên. Rồi cũng làm động tác tương tự, bạn di chuột trái vào biểu tượng, bạn kéo qua bên này. Đấy, bạn thấy to quá thì bạn để vào góc, bạn kéo lại thôi. Đấy, thì nó sẽ ra được cái phù hợp. Rồi cái màu của cái hình này màu đen đúng không, bạn không thích màu đó thì bạn đổi màu khác được, các bạn nhấp vào cái khung này. Đấy, thì nó hiện lên ở góc này các bạn thôi nhá. Màu đó bạn có thể đổi tùy mình thích bất kỳ màu nào mình có thể đổi được màu đấy nhá. Nhưng làm sao mà nó phù hợp với cái hình. Rồi đen ghê quá ha, mình sẽ đổi màu khác xanh vậy. Rồi ở đây thì ví dụ như cái số chữ mà đề bài người ta cho thế này các bạn cảm thấy là không đủ ha, thì các bạn có thể thêm, các bạn thêm đây là có cái test này, các bạn thêm vào. Đấy, các bạn chọn hashtag, các bạn chọn cái kiểu gì đấy, các bạn kiểu chữ gì các bạn mong muốn, như chọn màu này, chữ này đi. Đấy, để thể hiện ở đây này. Đó, các bạn có thể thay đổi bạn gõ thay đổi cái chữ này luôn cũng được. Đấy, bạn gõ thay đổi luôn này, thay đổi bạn này gõ bỏ luôn này. Tôi là bạn này, có thể thay đổi cái chữ này bình thường, bạn thêm bất cứ cái nào bạn muốn. Nhưng mà tuy nhiên thì là khi mà người ta đã làm ra một cái form như thế này rồi thì cái thiết kế của người ta là phù hợp rồi. Thì đấy, rất nhanh chóng mình đã tạo ra một cái poster, một cái poster quảng cáo khá là bắt mắt. Đấy, cũng nhìn khá là chuyên nghiệp các bạn nhỉ. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ download cái hình này về nhé các bạn. Các bạn muốn tải tạo ra nhiều hình cùng một lúc để một file cũng được luôn, các bạn nhấn đây là double này. Bạn đúp vào đây thì nó sẽ tạo ra cái mới, các bạn làm cái mới ở đây nhé. Bạn không thích thì bạn xóa đi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ load cái hình này về. Đấy, thì các bạn sẽ bấm vào xe này ở đây nhé, bấm vào cái xe ở trên nhé. Bạn đừng có bấm vào copy gì cả, bạn bấm vào download này. Download thì khi download thì nó sẽ chọn ra các bạn có lựa chọn, bạn chọn dạng định dạng gì, png, jpeg hay là file pdf hay là dạng mp4, dạng file động, gif đều được hết nhé. Bạn có thể chọn bất cứ một cái nào thì bạn lót về. Ở đây thông thường thì chúng ta chọn ảnh, chúng ta chọn ảnh PNG. Đấy, chúng ta chọn PNG này. Chúng ta bấm vào download. Rồi chúng ta đợi một chút, vài giây các bạn sẽ có cái hình ngay. Rồi, như vậy là hình đã được tải về, các bạn nhấp chọn hiển thị trong thư mục. Rồi như vậy nhé, như vậy là chúng ta đã có được cái hình mà chúng ta mong muốn ở trong cái thư mục này. Rồi các bạn lấy các bạn dùng thôi. Rồi như vậy là rất tuyệt vời với web Canva này, các bạn đã có thể chọn được rất nhiều. Một yếu tố nữa là khi mà chúng ta có một số cái hình trong cái khung tròn này mà nó đẹp phù hợp ấy, thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều cái trang. Thì đây tôi đề xuất các bạn một số trang này để có thể load hình, ví dụ như các bạn này vào cái trang này. Chút xíu nữa cái trang này thì Tấn sẽ để cho cái phần mô tả ha, các bạn xem đó, trang này. Đấy, một trang nữa các bạn có thể vào, đó là trang PNG Free. Thì cái trang này cũng rất là hình rất là đẹp các bạn, rất nhiều thứ và phù hợp chủ đề. Bạn muốn tìm search bất kỳ cái gì cũng được. Ví dụ như bạn chọn khoa học chẳng hạn, các bạn bấm vào đây thì ra rất là nhiều hình đẹp các bạn chọn. Rồi một cái trang nữa đó là Pins, trang này cũng là một cái trang này, cái trang này như này cũng là trang mà tìm hình free và miễn phí các bạn, rất là nhiều đẹp, các bạn tùy phù hợp các bạn chọn.
chọn học chẳng hạn, thời gian rất là nhiều thứ rất đẹp, mình chọn ở đây và bỏ vào. Đấy. Rất là nhiều trang có lấy hình rất là đẹp nha, và các bạn phải gõ tiếng Anh nhé các bạn, gõ tiếng Anh vào thì nó mới được. Đấy, thì với trang Canva này, đấy, chúng ta có thể tạo ra rất là một thiết kế rất là đẹp, bắt mắt các bạn. Hình động cũng vậy luôn, tương tự như thế. Thì đây là chúng ta có thể thấy, mình có thể giới thiệu các bạn một cái file dạng như file động này. Các bạn về home ha, bạn chọn template này. Rồi, và các bạn thể chọn file dạng như là chuyển động các bạn, chuyển động dạng trình chiếu như thế này, ví dụ đây nhá, các bạn chọn đây, đây này, đây là dạng như giống như trình chiếu, các bạn chọn vào. Đấy. Thì nó sẽ ra rất là nhiều dạng như trình chiếu mà, giống như có rất là nhiều slide, các bạn chọn để làm những cái slide tiếp theo của nó như thế này. Đó. Rất là đẹp các bạn. Đấy, chọn như vậy. Và khi bạn lưu những cái dạng file này, khi các bạn vào share này, các bạn làm xong hết là những thay đổi logo, chữ ở đây, rồi hình ở đây như hình ảnh mình làm, khi bạn bấm share và bạn muốn tạo thành một cái file hình ấy, một cái file video ấy. Bạn khi bấm vào download thì bạn chọn vào đây này, một á là chọn, bạn chọn dạng MP4 video hay là dạng file GIF nhá, thì nó sẽ tạo nên cái chuyển động giống như là các bạn trình chiếu vậy đó, thì nó rất là đẹp. Rồi, thì phần giới thiệu của mình hôm nay đến đây là hết rồi, tại trang web này nó có sẵn hết, các bạn không có một cái gì ấy cả. Còn những cái tính năng tiếp theo thì ví dụ như là các bạn chọn các cái khác vào trong cái này, những cái biểu tượng khác vào đây, rồi các bạn có thể chọn như là thêm các cái icon, thêm các icon vào đây này, thì các bạn chọn vào đây, đây này, chỗ này này, chọn rất là nhiều. Đấy, các bạn chọn bỏ vào đây, rất là đẹp, tùy ý các bạn nhé. Đấy, rất nhiều icon rất là đẹp ở đây, phù hợp. Đấy. Rồi, và ngoài ra nếu như mà mình trong máy tính của mình có sẵn thì các bạn có thể chọn vào cái mục như mình nói này đấy, là cái mục upload. Chọn vào template này các bạn. Và nhớ là phải chọn vào cái mục upload các bạn, lắp file lên. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Xin chào.